bây giờ sẽ đi lên cáp treo bằng cái mã QQ này, cắt vô cái cửa rồi bây giờ sẽ đi lên cái cáp treo để lên đỉnh núi, mà quên mặc áo lạnh, biết có lạnh không? Visit GentingSkyRules.com for opening hours, ticket availability, and the latest news about Southeast Asia's most anticipated theme park. Sau khi đi cáp treo lên á thì sau khi đi cáp treo lên thì bắt đầu là đi vào công viên trung tâm giải trí Sky World nổi tiếng toàn cầu á, để quay cái trung tâm cho coi nha. Welcome Sky World, thế giới của bạn nè. Giờ đi xuống dưới lầu. Đẹp quá. Nó rất là đẹp. Sau khi vào Skyworld là phải đi vô đổi tiền. Chuẩn bị đi vô đổi tiền, nhưng mà trong đó nó sẽ không cho quay, nên quay trước là vô đổi tiền. Tại trước khi đi ở Việt Nam đi thành đổi có 200 remix thôi, bây giờ đổi thêm để xài vừa đủ ở Mã Lai cho đến khi mà bay qua Thái thôi nha. Trời ơi, bớt lịch ben. Ở trong này nó cũng có cái mall đồ hiệu luôn, ngay chỗ khu Plaza. Ở trong này thì gồm có Chanel, Estee Lauder, Sears, L'Amour, Tom Ford, Burberry, Marc, Lancôme, Signewe, Suncatcher. Rồi hiệu gì nữa ta? Suwasu, không biết. Thì có mấy hiệu nổi tiếng nha. Cũng hoành tráng quá bà con. Hồi nãy Thành nói với mọi người á, trời, không nhận ở đây cái chỗ nào nó sạch là nó sạch, sạch over luôn, sạch mà mình không nghĩ là nó sạch vậy luôn. Còn cái chỗ nó không sạch thì nó sẽ không sạch. Thì trong bạn Thành nói là thì nó giống Việt Nam thôi mà không. Cảm tưởng là đây nó sạch cái kiểu over, mình cảm thấy mình nằm ngủ ở đây cũng được luôn. Trời, cái mall này mà vô là biết bao nhiêu tiền cho đủ, phải không chị em? Chanel, nước hoa perfume Chanel nè. Thôi, Chanel, cứ mua Chanel Pháp của Thành cho nó chắc ăn hen. Có Twitter để mình thử mua luôn kìa. Chanel. Thôi, lên máy bay hỏng quá sắp, nó thu cũng không tốn tiền. Đây tiếp tục Thành sẽ quay cái không gian ở dưới, tí nữa sẽ đi xuống. Nó làm đúng cái kiểu hơi bị VIP luôn. Tí nữa đi xuống quay kỹ cho mọi người coi nha. Ở đây coi. Không được gõ lắm. Ở đây nó có một cái màn hình LED. Màn hình LED bự thiệt là bự, về nó chiếu hình ảnh xong nó chiếu cả sân khấu nhạc nước. Nó quay giống như nó giới thiệu, nó rất là đẹp ha. Ôi. Thì sao giữ hồi trừ ra. Nhìn thấy Family Mart nhớ Sài Gòn ghê ấy trời. Welcome Family Mart in Sky World. Là đang coi có nên mua vé cho Sky World hay không nè. Một vé người lớn là 160 remix language. Trời, có cái đơn vị mà phát âm sai quá. 160 đồng tiền Malai. Yeah, đã tới Sky World nổi tiếng của Malai.
Nói chung Skyward thì có nhiều nơi nổi tiếng, nó giống như mô hình về công viên trò chơi vậy đó. Thì cái này nó nằm ở trên cái cao nguyên của Mã Lai. Ở trên này như nãy mình đi là cáp treo lên đây. Ở đây có khách sạn, có khu vui chơi, phải giờ mua vé trong này. Một người lớn là 151 đồng Mã Lai, tương đương với lại là 900.000 tiền Việt Nam. Nãy bạn nó ra nó hỏi là có mua vé hay không, là 1 triệu một vé, Thành nói là mua 1 triệu cũng mua. Bởi vì mình đã tới đây rồi, mình chơi là hồi trước Thành đi chơi spa á, đi cáp treo Sun World á, phải không ta? Hình như đi cáp treo á, đi lên mà đoàn 1,5 triệu Thành không đi. Xong rồi cái Thành mới kêu chứ thôi 1,5 triệu cao quá không đi, rút cuộc tiếc. Tiếc là mình đã lên tới Sapa rồi, là mình phải chơi cho biết có kỷ niệm cho nên giờ chơi tẹt ga. Đây bây giờ đang chờ nó mua vé rồi mình đi. Ở đây là mở là từ 11 giờ trưa cho đến 6 giờ tối rồi nha, là phải ao, phải ao ra khỏi công viên. Xếp hàng cũng đông lắm, là chỗ đông nghẹt. Ở đây hồi nãy thì nó có sương mù y như trên Sapa vậy á, lạnh sương sương. Mấy đứa nó kêu lạnh, có Thành kêu lạnh sương sương. Để quay một vòng nha. Đó, đây là cái hotel nè, cái cáp nãy đi lên nè. Ai muốn vui chơi ở lại thì nó vẫn phục vụ, mà đây quầy bán vé, xếp hàng mua vé và vô đây là cái cổng vào nè. Rảnh lắm, ở Việt Nam có không thèm coi, đặt qua đi coi. Bed and Body nè, để đi qua Thái rồi mua chợ bên này mua xách tay nặng. Đang sale quá trời luôn, mấy cái mẫu tắm và dưỡng cái này nổi tiếng, xài ok lắm nè. Chờ qua Thái rồi đi hốt. Đang ở trên đỉnh của Sky and View nè. Thì cái đỉnh này khi mà lên đến đây là cái tòa nhà trên cùng sân thượng, mình gọi đây sân thượng đi ha. Thì các bạn sẽ thấy là quán ăn trên này cũng nhiều. Rồi ở đây nó mình thấy cái cáp treo. Rồi sương mù gì đặc là y như mình đang đứng ở Sapa vậy, không khác gì Sapa luôn á. Tháo khẩu trang ra cho đẹp thôi, không khác gì Sapa luôn nha. Tuyệt vời, đẩy view giúp em nhé. Dễ thương á, trời ơi. Thích cái sương mù gì nè, nó cũng xe lạnh giống y như ở Sapa vậy, y chang Sapa luôn hết. Rồi trên này là cái sân thượng của cái tòa nhà, chứ không phải là của giống như mình lên Sapa là phải lên cái đỉnh đồi thôi. Cái này là ngang tầm là cái chỗ cát. Đây là cái phố đi bộ ở dưới cái tầng sân thượng này đó, mình ngắm đó, nó có quán ăn, nhà hàng, tất cả các kiểu các đồ đó. Các bạn biết tại sao người nước ngoài họ đi bộ, mình coi tivi nó nhiều rồi vậy á, đi bộ mà kể cả ngoài trung tâm hay là chỗ ra cũng vậy, người ta ít cái khi mà ngồi tại chỗ, nhiều khi người ta ăn xong người ta đi liền, đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, đúng không? Sao kia rồi mấy cái bar đẹp dễ sợ, sang chảnh. Nhất là cái chỗ này nè, lo chuyện khiếp nè. Kết thúc tham quan Sky Avenue rồi, bắt đầu bây giờ đi xuống cáp xuống để mà tập trung ở chỗ bớt á, để chuẩn bị di chuyển về lại trung tâm thành phố. Cái tour này bạn nó bốc 30 đồng mà đi ok á, đi được á. Yeah, lạnh quá mơi, trên đây lạnh. Các bạn nên đi chơi là các bạn phải nhớ đem áo khoác, nãy Thành quên đem áo khoác không dặn mình. Bây giờ tới nhìn cái là bây giờ đi xe cho nó nhẹ cái bụng nè. Hồi sáng giờ đi xe mười mấy lần á, tại vì mồ hôi nó ra là mình uống nước nhiều quá. Lúc nào cũng đông á nha.